dự ngôn cuối cùng của ông Biggs, Internet sẽ biến mất. Chào mừng các bạn đến với Bí ẩn chưa được giải đáp. YouTuber Brandon Biggs đã trở thành hiện tượng trên mạng khi dự ngôn chính xác chi tiết về vụ ám sát Trump. Ông thường chia sẻ trên kênh của mình về tương lai mà thần đã triển hiện cho ông thấy khi ông cầu nguyện, lên tiếng về những thảm họa sẽ xảy ra. Một số người coi Biggs như một nhà tiên tri, số khác lại cho rằng ông chỉ là kẻ nói dối. Trong một video ngày 6 tháng 9, Biggs đưa ra một dự ngôn mới, còn ám chỉ rằng đây có thể là dự ngôn cuối cùng của ông. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trước tiên chúng ta hãy xem Biggs có những dự ngôn mới nào. Bức màn hắc ám sẽ được phơi bày. Cuộc bầu cử Mỹ với ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump và ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris đang đối đầu nhau. Thần đã nói với ông Biggs rằng sẽ có một sự việc làm rung chuyển chính trường Mỹ. Đó sẽ là một sự kiện tiết lộ quy mô lớn về bóng tối của chính trường Mỹ khi mọi chuyện bị phơi bày. Tấm vải che mắt mọi người sẽ được gỡ bỏ, rất nhiều người sẽ thanh tĩnh. Từ góc độ của thế giới tâm linh, chính thần sẽ soi chiếu quang diệu vào những góc tối hắc ám đó. Những thế lực hắc ám cố gắng thao túng tư tưởng và hành vi của dân chúng sẽ tiêu thoái. Những người mà tâm linh bị mê muội sẽ được khải thị. Những người hiểu được chân tướng sẽ lấy lại tự do. Trên thực tế, không chỉ giới chính trị mà bóng tối trong lĩnh vực tài chính của nước Mỹ cũng sẽ bị phơi bày. Ông Biggs mô tả rằng thần đã cho ông nhìn thấy hệ thống tài chính của Mỹ giống như một trò chơi xếp tháp gỗ Jenga với các khối gỗ lần lượt được gỡ ra và đặt lên đỉnh, tạo ra một cấu trúc ngày càng bất ổn. Điều đó có nghĩa là toàn bộ hệ thống tài chính vô cùng mong manh yếu nhược. Ông Biggs nhìn thấy phần đỉnh của tháp gỗ trông có vẻ hoàn mỹ, không khiếm khuyết, nhưng ở giữa chỉ còn lại một khối để chống đỡ. Một khi khối đó bị khuỵu xuống, toàn bộ tòa tháp sẽ sụp đổ ngay lập tức. Và khi chuyện này xảy ra, mọi người đều hoảng loạn, phố Wall bán tháo, người dân vội vã bán ra, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Khán giả theo dõi thị trường chứng khoán có lẽ vẫn còn nhớ, ba chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ đã giảm mạnh vào thứ Hai ngày 5 tháng 8 năm nay. Khi đó, nhiều người lo ngại sự lặp lại của ngày thứ Hai đen tối. Ngày thứ Hai đen tối ám chỉ thứ Hai ngày 19 tháng 10 năm 1987 khi chỉ số công nghiệp Dow Jones của Mỹ sụt xuống 508 điểm, giảm 22,61%, dẫn đến sự sụt giảm toàn diện trên thị trường chứng khoán toàn cầu, gây ra sự hoảng loạn trên thị trường tài chính, dẫn tới cuộc suy thoái kinh tế những năm 1980. May mắn thay, sự sụp đổ của thị trường chứng khoán vào ngày 5 tháng 8 đã không gây ra sự sụp đổ của thị trường chứng khoán toàn cầu. Tuy nhiên, thị trường đầu tư dường như không ổn định. Sau đó, thị trường chứng khoán Mỹ mở ra một khởi đầu tồi tệ vào tháng 9, với chỉ số Dow Jones giảm 626 điểm, dẫn đầu là cổ phiếu chip. Đây có phải là những cơn đau trước sự sụp đổ tài chính toàn cầu mà ông Biggs nói đến? Hay là như một số chuyên gia tài chính nói, đó là thời cơ để điều chỉnh và săn lùng những món hời? Biggs cho biết, thần đã nói với ông rằng, mọi thứ sẽ thay đổi chỉ trong vòng 24 giờ. Ông không biết chính xác thời gian cụ thể, ông chỉ biết rằng một khi nó xảy ra, nó sẽ thay đổi triệt để mọi thứ. Ông thấy rằng những sự vật trong quá khứ không còn tồn tại, tất cả đều phát sinh biến hóa kinh thiên động địa. Ông Biggs cũng cho biết, ông đã nhìn thấy một sự chuyển di tài phú một cách siêu nhiên, tương tự khi người Israel rời khỏi Ai Cập. Họ nhận được tài phú từ tay người Ai Cập. Tài phú mà những kẻ ác tích lũy sẽ được chuyển giao một cách thần kỳ cho những người trung nghĩa lương thiện. Thực hiện như thế nào? Khả năng dùng tư duy cố hữu của nhân loại thì không thể tưởng tượng được. Trong video, Biggs cho biết thời đại tiên tri đã qua, thần bảo ông không nên tiêu phí nhiều thời gian cho kênh. Tại sao vậy? YouTube biến mất, Internet kết thúc. Biggs nói rằng ông không coi bản thân là một nhà tiên tri, nhưng khi ông cầu nguyện, thần sẽ triển thị cho ông nhìn thấy một số sự vật mang tính dự ngôn và thông qua cái miệng của ông để cảnh báo cho thế nhân. Có lẽ ông muốn chia sẻ những lời cảnh báo mà thần đưa ra cho mọi người, giúp mọi người sống sót qua thảm nạn. Trong một khoảng thời gian, Biggs thường xuyên làm video và kết nối với các nhà dự ngôn khác nhau với hy vọng sâu chuỗi những gì mọi người biết để có được một bức tranh hoàn chỉnh hơn. Nhưng ở thời đại này, có người tin cũng có người không. Ở đâu có khen ngợi thì ở đó có chỉ trích. Và ngôn luận của ông có thể đã động chạm đến lợi ích của một số người. Vì vậy, Biggs cũng phải chịu đựng đủ loại khảo nghiệm khác nhau trong quá trình này.
Ông cho biết mọi người căn bản không biết gì về cuộc bức hại mà ông phải chịu đựng. Nhiều đêm ông đã ngồi đó và khóc, cảm thấy bản thân phải chịu quá nhiều áp lực. Thần đến bên ông và nói: Brandon, hãy mãi mãi bảo trì sự khiêm nhường. Brandon, đừng bao giờ tìm kiếm sự khen ngợi của con người. Ý kiến của người ta biến hóa vô thường như thời tiết. Hãy nghĩ về kinh nghiệm của Chúa Giê-xu. Người ta trước đó đã vẫy vẫy những cành cọ để khen ngợi Ngài. Nhưng chỉ một tuần sau, bọn họ đã kích động hét lên: Đóng đinh hắn! Đóng đinh hắn! Bích chia sẻ, ông ý thức được rằng bản thân làm kênh này không phải để được mọi người khen ngợi ở phần bình luận, cũng không phải để tự mãn về điều đó. Ông chỉ làm những việc mình nên làm, những gì thần bảo ông làm, và ông hy vọng rằng sau khi hoàn thành toàn bộ hành trình có thể được thần khen ngợi. Và thần lúc này cũng nói với ông: Brandon, đừng bao giờ đứng trên bục xin tiền của người ta, dù chỉ một lần cũng không được. Nếu con làm video để kiếm tiền thì kênh này sẽ không còn tồn tại nữa. Thần còn nói với ông: Kênh của ông sở dĩ không tăng trưởng, những việc ông làm sở dĩ không có tiến triển là vì ông đã mưu đồ thu lợi từ người của thần. Thần sẽ triệt tiêu phúc phận được ban và hết thảy sẽ không còn tồn tại. Bix nói, hiện tại có rất nhiều người viết những bài hát ca ngợi thần, tuyên dương những thần tích hoặc chia sẻ những chữ ngôn như ông, nhưng mục đích không thuần tịnh. Một số muốn giành được những giải thưởng lớn, chẳng hạn như giải bồ câu vàng hay giải Grammy, hoặc họ muốn có được hợp đồng xuất bản sách để bán sách kiếm tiền, hoặc họ muốn được mọi người sùng bái ngưỡng mộ. Tóm lại, nếu là vì truy cầu danh lợi thì tai họa sẽ giáng xuống họ, kênh của họ sẽ biến mất chỉ sau một đêm. Thần bảo Bix ngừng dành quá nhiều thời gian để làm dự ngôn trên kênh, ngừng nói với mọi người bất cứ điều gì về sự sụp đổ tài chính, ngừng nói khi nào và ở đâu, ngừng trích dẫn ngày tháng. Sự sụp đổ đang đến gần, nó sẽ khiến mọi người bàng hoàng, nó sẽ thức tỉnh họ. Thần nói rằng, việc Ngài để Bix nói với mọi người sẽ có thảm họa, mục đích chủ yếu không phải để bảo mọi người đi mua vật tư, mà là hy vọng mọi người sẽ nghe được tin thần sắp đến. Thần nói với Bix rằng, mọi người không thể dựa vào việc nhận thông tin từ người khác, vì sẽ sớm không còn YouTube, cũng chẳng còn Internet nữa. Nếu tất cả tiếng nói của những nhà tiên tri biến mất, mọi người nên làm gì? Mọi người nên học cách tự mình nhận được sự khải thị của thần, tự mình tìm đến đáp án. Thần nói với Bix rằng, dạy một người cách câu cá thì tốt hơn là cho anh ta một con cá. Điều này có nghĩa là gì? Chúng tôi lý giải rằng, thần muốn thông qua Bix để nói với thế nhân rằng, nếu người ta có thể thức tỉnh từ nội tâm, có đức tin chân chính, thực sự minh bạch về ý nghĩa của sinh mệnh, đến thế gian để làm gì, biết bằng cách nào hành thiện tích đức, xu cát tị hung, vậy thì họ không cần một người như Bix đến nói với họ khi nào có tai nạn, làm sao để tránh miễn. Bởi vì khi đó mọi người đã đề cao cảnh giới của sinh mệnh, có được sự bảo hộ của thần thì tai nạn sẽ viễn ly họ. Nói đến đây có thể bạn sẽ quan tâm đến, liệu Internet có thực sự biến mất, YouTube sẽ thực sự kết thúc? Nếu chỉ nhìn vào dự ngôn này, bạn có thể thấy nó khó tin, nhưng nếu chúng ta nhìn nó kết hợp với những dự ngôn khác, điều đó dường như không hoàn toàn không có khả năng. Trước đây chúng tôi đã giới thiệu với các bạn về ông Bix, nhà tiên tri người Anh Parker, nhà tiên tri ngủ say người Mỹ Edgar Casey và nhà tiên tri truyện tranh Nhật Bản Long Thụ Lượng, cũng như một số sách tiên tri lớn của Trung Quốc cổ đại đề cập rằng tương lai khả năng sẽ có vận động địa chất lật trời dãy đất. Lực phá hoại của thiên tai là cực đại, mọi người có thể nghĩ đến thảm họa do cơn bão Market mang đến bất cứ nơi nào nó đi qua. Và ông Bix nói rõ ràng rằng sẽ có tình trạng mất điện ở Hoa Kỳ. Nữ tu người Pháp Marie Julie đã tiên đoán cách đây 100 năm rằng toàn thế giới sẽ trải qua 3 ngày đen tối. Mọi thứ trong xã hội hiện đại đều dựa vào điện. Nếu hệ thống điện xuất hiện vấn đề, Internet không có cách nào duy trì hoạt động. Ngoài ra, còn có một dịch bệnh lớn được nhiều nhà tiên tri nhắc đến, một dịch bệnh lớn hơn cả Covid sắp tấn công. Bix trước đó đã dự đoán 350 triệu người sẽ mất mạng. Nếu một trận dịch lớn xảy ra, mọi phương diện xã hội, bao gồm cả hoạt động của Internet, có thể bị ảnh hưởng sâu sắc. Vậy mọi người nên làm gì khi đối mặt với tất cả những điều này? Thuần khiết như một đứa trẻ. Bix nói, mọi người nên khôi phục niềm tin vào thần, và đó không chỉ là đi theo hình thức hay là có mục đích. Ông nói, thần hy vọng mọi người có thể trở về hồn nhiên và giản dị như những đứa trẻ,
không theo đuổi tôn giáo hình thức mà là xuất phát từ trái tim chân thành thuần khiết. Khi một đứa trẻ 5 tuổi nói, bố ơi con yêu bố, nó chỉ chân thành bày tỏ tình cảm của mình, mong muốn được bố dành thời gian và sự quan tâm, chỉ đơn giản là hy vọng được ở bên bố. Đối với đứa trẻ mà nói, nó không có ý tưởng thực dụng nào. Bích cũng đề cập rằng, mọi người có thể viết ra những điều bản thân đã làm sai và thành tâm cầu xin thần tha thứ. Điều này khiến chúng tôi nhớ đến một câu chuyện cổ của Trung Quốc về phòng dịch. Vào cuối thời Đông Hán, Trung Quốc cũng bị ôn dịch hoành hành. Toàn quốc có hơn 20 trận dịch, mọi ngành nghề điêu tàn, dân chúng khốn cùng. Vào thời điểm này, thiên sư đạo giáo Trương Đạo Lăng đang giúp trị bệnh cho trăm họ ở Tứ Xuyên. Phương pháp chữa bệnh của ông rất đặc biệt. Ông yêu cầu bệnh nhân viết ra những tội lỗi mình đã phạm phải trong đời vào một tờ giấy, rồi thả xuống nước, đồng thời hướng tới thần linh thiên địa phát lời thệ nguyện. Hứa sẽ không làm những việc bất hảo như vậy nữa, nếu tái phạm thì sẽ kết thúc cuộc đời của mình. Không ngờ đơn thuốc của Trương Thiên Sư thực sự có tác dụng. Sau khi người bệnh áp dụng phương pháp này, thành tâm hối cải đã thực sự khỏi bệnh hoàn toàn. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, dân chúng càng kính trọng thần linh, trọng đức hướng thiện, dân phong ngày càng trở nên thuần phát, lương thiện, dịch bệnh từ đó viễn ly họ. Thật là trùng hợp, không ngờ gợi ý của Bích lại trùng hợp với phương pháp trị bệnh kỳ diệu của Trương Thiên Sư từ hơn 1.800 năm trước. Có lẽ kính trời tính thần, bỏ ác hướng thiện mới là con đường thoát nạn chân chính, có thể xuyên việt thời gian và áp dụng cho mọi quốc gia. Chà, lời tiên tri cuối cùng của Bích được chia sẻ với bạn tại đây. Bất kể tai nạn có xảy ra hay không và khi nào xảy ra, tôi mong rằng mọi người có thể bằng trái tim lương thiện của mình mà quảng tích phúc đức cho bản thân và người nhà, từ đó có thể gặp nạn hóa an. Theo Epoch Times, Hương Thảo biên dịch, Độc Lạ TV tổng hợp và đưa tin. Đón xem những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ tại Độc Lạ TV. Đăng ký ngay kênh YouTube Độc Lạ TV để theo dõi những thông tin thú vị và mở mang kiến thức mỗi ngày.